Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin quốc tế được cập nhật mới nhất trên kênh YouTube của Báo Hà Tĩnh. Bản tin hôm nay sẽ có những sự kiện nào đáng chú ý? Mời quý vị đến với phần điểm tin nổi bật. Kể từ khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự tại Ukraine, ngày 24 tháng 2 năm 2022, các nước phương Tây đã đặt hàng loạt lệnh trừng phạt lên quốc gia này để khiến tình hình kinh tế nước này suy thoái. Tuy nhiên, dường như các nước phương Tây đã thất bại trong việc kiềm chế nguồn lực của Moscow, thậm chí còn tăng trưởng mạnh. Những cải cách sâu rộng do Tổng thống Putin tiến hành đã tạo ra thách thức lớn cho phương Tây. Trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga hồi tháng 3 năm 2024, ông Vladimir Putin đã giành được 87,28% số phiếu bầu. Với số phiếu kỷ lục này, ông Putin đã tái đắc cử, bước vào nhiệm kỳ Tổng thống thứ 5. Bất chấp căng thẳng giữa phương Tây và Nga, một số nước Liên minh châu Âu, EU vẫn cử đại diện dự lễ nhậm chức của Tổng thống Putin ngày 7 tháng 5 năm 2024. Tuy nhiên, sự ủng hộ dành cho ông Putin bên trong nước Nga lớn hơn rất nhiều sau khi ông chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga vào tháng 3 năm 2024, dựa trên những thành công về quân sự và kinh tế của nước Nga dưới sự dẫn dắt của ông. Trong buổi lễ nhậm chức hôm 7 tháng 5, Tổng thống Putin nhấn mạnh, tự chúng ta sẽ quyết định số phận của nước Nga vì thế hệ ngày nay và tương lai. Mối quan hệ kinh tế gần gũi với Trung Quốc đã giúp Nga vượt qua được các lệnh trừng phạt hà khắc do phương Tây áp đặt. Ngày 16 tháng 5, trong chuyến công du tới Trung Quốc của ông Putin, Tổng thống Nga và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nêu trong tuyên bố chung rằng quan hệ Nga-Trung đã phát triển đến cấp độ hợp tác liên quốc gia cao hơn so với những hình thức liên kết quân sự, chính trị của kỷ nguyên chiến tranh lạnh, không mang bản chất liên minh, theo khối hay nhằm mục tiêu đối đầu, không nhắm vào bên thứ ba nào. Theo đó, Trung Quốc ngày càng trở thành đối tác quan trọng với Nga, tăng cường hợp tác và xoa dịu tác động từ vòng vây trừng phạt mà Mỹ và đồng minh áp đặt lên Nga vì chiến sự Ukraine. Theo số liệu của Trung Quốc, trong hơn 2 năm qua, hai nền kinh tế ngày càng xích lại gần nhau, với thương mại song phương đạt mức kỷ lục 240 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái, tăng hơn 64% kể từ năm 2021. Theo số liệu thống kê năm 2023, Nga tăng nhập khẩu các mặt hàng chủ chốt như ô tô, quần áo, nguyên liệu thô từ Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh tăng cường mua dầu khí, than đá giá rẻ từ Moscow. Nga nhập khẩu từ Trung Quốc 111 tỷ đô la Mỹ hàng hóa, xuất khẩu 129 tỷ đô la Mỹ. Xuất khẩu ô tô và phụ tùng từ Trung Quốc sang Nga đạt 23 tỷ đô la Mỹ trong năm 2023, tăng 6 tỷ đô la Mỹ so với năm trước. Đến năm 2023, Trung Quốc trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Nga, trong khi Moscow là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Bắc Kinh. Gần nửa doanh thu hàng năm của Nga đến từ dầu mỏ và khí đốt, nhưng nguồn thu từ xuất khẩu sang Mỹ, Anh và các nước Liên minh châu Âu, EU đã giảm mạnh vì lệnh trừng phạt kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát. Một phần đáng kể trong thâm hụt này đã được bù đắp bằng những chuyến hàng sang châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ. Năm 2023, Trung Quốc nhập khẩu 8 triệu tấn khí đốt hóa lỏng từ Nga, tăng 77% so với năm 2021. Hai nước cũng có kế hoạch mở rộng quan hệ năng lượng, gồm dự án xây dựng đường ống dẫn mới có tên Sức mạnh Siberia 2 để xuất khẩu khí đốt từ phía Tây Siberia của Nga tới Đông Bắc Trung Quốc. Trung Quốc hiện nhận khí đốt từ Nga thông qua đường ống Sức mạnh Siberia 1, bắt đầu đưa vào vận hành từ năm 2019, nhưng chưa đạt công suất tối đa. Không chỉ giúp Nga đảm bảo nguồn thu từ năng lượng, Trung Quốc còn xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng như máy móc, linh kiện điện tử sang Nga. Mỹ cho rằng những mặt hàng này, vốn dùng được trong cả lĩnh vực quân sự và dân sự, đang giúp Moscow củng cố ngành công nghiệp quốc phòng để phục vụ cuộc chiến ở Ukraine. Các động thái như vậy đã dọn đường cho hệ thống tài chính toàn cầu thoát khỏi sự thống trị của phương Tây, đồng thời cũng mang lại những lợi ích kinh tế cụ thể cho Nga. Các dữ liệu gần đây cho thấy, tốc độ tăng trưởng GDP của Nga trong năm 2024 thậm chí còn cao hơn các đối thủ châu Âu. Thắng lợi của quân đội Nga trên chiến trường Ukraine cũng phần nào cho thấy ưu thế công nghệ của Nga khi giúp binh sĩ nước này vô hiệu hóa các loại vũ khí tiên tiến của NATO cung cấp cho Ukraine. Cựu sĩ quan lực lượng vũ trang Thụy Điển, ông Mikael Vantersen nhận xét rằng Nga đã không bị sụp đổ do các lệnh trừng phạt kinh tế, cũng như không bị thất bại quân sự trên chiến trường Ukraine như mong muốn của phương Tây. Ông Vantersen nói, kinh tế Nga tăng trưởng 3,6% trong năm 2023 và giờ đã vượt qua kinh tế Đức về tổng sản phẩm quốc nội GDP, xét về sức mua tương đương. Còn Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo, tốc độ tăng trưởng kinh tế Nga năm 2024 có thể cao nhất trong các nước phát triển. Thành công của Nga cả về kinh tế và quân sự dĩ nhiên đã củng cố vị thế của ông Putin, và không có gì ngạc nhiên
khi ông nhận được trên 80% phiếu bầu trong cuộc bầu cử Tổng thống hồi tháng 3 năm nay. Sau lễ nhậm chức nhiệm kỳ 5, Tổng thống Putin phát biểu vạch ra những khía cạnh chính trong chính sách đối nội và đối ngoại sắp tới của ông. Theo đó, một ưu tiên khác không kém phần quan trọng trong nhiệm kỳ tới của Tổng thống Nga là hoàn thành những nhiệm vụ đặt ra đối với chiến dịch quân sự tại Ukraine trong bối cảnh cuộc xung đột đã bước sang năm thứ ba, dự kiến sẽ còn tiếp tục kéo dài với sự hỗ trợ quân sự từ phương Tây cho Ukraine. Tổng thống Putin cũng khẳng định luôn ủng hộ đàm phán hòa bình, không từ bỏ con đường đối thoại. Tổng thống Putin nhấn mạnh, Nga sẽ làm mọi cách để ngăn chặn một cuộc đụng độ toàn cầu, nhưng đồng thời chúng tôi sẽ không cho phép bất cứ ai đe dọa chúng tôi. Lực lượng hạt nhân chiến lược của chúng tôi luôn trong tình trạng sẵn sàng. Vào tháng 3 năm 2023, Tổng thống Putin đã thông qua khái niệm chính sách đối ngoại mới của nước Nga với những sửa đổi được cho là cần thiết theo những thay đổi các vấn đề quốc tế. Những mục tiêu chiến lược được đặt ra là đảm bảo an ninh của Liên bang Nga, chủ quyền mọi lĩnh vực và toàn vẹn lãnh thổ, củng cố vị thế của Nga như một trong những trung tâm có trách nhiệm, có ảnh hưởng và độc lập của thế giới hiện đại. Theo giới phân tích, không có điều kiện tiên quyết nào để Moscow trong nhiệm kỳ mới của Tổng thống Putin bằng cách nào đó sẽ điều chỉnh cả mục tiêu chiến lược lẫn các nhiệm vụ phải thực hiện để đạt được các mục tiêu này. Điều này có nghĩa ông Putin sẽ tiếp tục con đường hướng tới tạo ra một thế giới đa cực. Khi bước vào cuộc xung đột vũ trang với Ukraine, Tổng thống Putin đã định hình xã hội sang một trạng thái mới có tính quân sự hóa cao và coi phương Tây là đối thủ sinh tử. Theo cách gọi của giới bình luận thân Kremlin, việc ông Putin nhậm chức Tổng thống Nga nhiệm kỳ thứ 5 ngày 7 tháng 5 năm 2024 không chỉ đánh dấu 25 năm cầm quyền của ông, mà còn cho thấy Nga đã dịch chuyển thành một cường quốc cách mạng. Cụ thể ở đây, cường quốc đó đòi hỏi phải thay đổi trật tự toàn cầu bấy lâu nay. Nhà phân tích thân Nga Dmitry Chenin viết, người Nga hiện sống trong thực tế hoàn toàn mới. Chuyên gia cho rằng việc Nga thay đổi theo hướng chống phương Tây mang tính triệt để và tầm vóc cao hơn tất thảy những gì được dự báo khi Nga phát động chiến dịch quân sự. Nhưng theo ông Chenin, đây cũng là một nhân tố tương đối nhỏ trong quá trình chuyển đổi rộng lớn hơn đang diễn ra trong nền kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, đời sống tinh thần và trí tuệ của Nga. Để thực hiện sự cải biến này, Điện Kremlin đã tiến hành một số công việc như cải cách giáo dục ở tất cả các cấp để xây dựng tinh thần yêu nước trong thế hệ trẻ, khuấy động tinh thần ủng hộ hoạt động tác chiến của quân đội Nga trên chiến trường Ukraine và đề cao vai trò lịch sử của nguyên soái Stalin. Dưới thời Tổng thống Putin, lãnh tụ Liên Xô Stalin được đề cao và quảng bá rộng rãi như một thủ lĩnh mạnh mẽ thời chiến. Theo một cuộc thăm dò dư luận do Trung tâm Levada tiến hành vào năm 2023, có tới 63% người Nga được hỏi bày tỏ thái độ tích cực về Stalin. 47% số người được hỏi thậm chí còn tỏ ra tôn kính ông Stalin. Tổng thống Nga Putin thực tế đã nỗ lực chuyển đổi nước Nga từ cả trước khi nổ ra xung đột quân sự với Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Trước khi phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine, Tổng thống Nga Putin công bố sắc lệnh được xem là sống còn đối với an ninh quốc gia của Nga. Sắc lệnh này kêu gọi thực hiện các biện pháp khẩn cấp để bảo vệ các giá trị tinh thần và đạo đức truyền thống của Nga, coi Mỹ như mối đe dọa trực tiếp. Sắc lệnh có đoạn: các mối đe dọa giá trị truyền thống xuất phát từ những tổ chức cực đoan, một số nền tảng truyền thông mới, hành động của Mỹ và các nước không thân thiện khác. Theo sắc lệnh này, một mục tiêu trọng yếu của Nga là đặt nhà nước Nga lên trường quốc tế với tư cách người chăm sóc và bảo vệ các giá trị tinh thần và đạo đức phổ quát truyền thống. Tổng thống Putin mô tả xung đột Nga-Ukraine là cuộc chiến thần thánh. Cách nói này ngày càng được các quan chức Nga cũng như giáo hội chính thống giáo Nga lặp lại. Bên cạnh đó, cùng với những thay đổi về sở hữu tài sản trong nền kinh tế Nga, một lớp doanh nhân mới của nước này bất ngờ được hưởng lợi. Từ đó, một nhóm tinh hoa mới nổi lên, lấp đầy khoảng trống do các công ty đa quốc gia lần lượt rời đi. Một thành viên trong giới tinh hoa Moscow thậm chí còn coi nỗ lực của ông Putin định hình một bản sắc dân tộc mới cho Nga là sâu sắc ngang với cách mạng tháng 10 vào năm 1917. Làn sóng doanh nhân mới đã sớm chụp được thời cơ bất ngờ và nhanh chóng nắm giữ khối tài sản khổng lồ với giá tốt, ngay sau khi các công ty đa quốc gia buộc phải rời đi do không chịu được áp lực từ các lệnh trừng phạt của phương Tây và các nhà đầu tư của chính họ. Theo ước tính từ cơ quan nghiên cứu và tin tức AK&M, tập đoàn thức ăn nhanh McDonald's Corp, tập đoàn đóng gói Bo Corp và nhà sản xuất hóa chất Henkel AG nằm trong số những công ty đã bán doanh nghiệp trị giá ít nhất 21 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022.
Có thể thấy đây chính là một ví dụ điển hình về cách xung đột quân sự đang định hình lại thế giới kinh doanh của Nga như thế nào. Những người mua không đến từ tầng lớp giàu có nhất đất nước và hầu hết cũng chưa có tên tuổi ở nước ngoài. Tất nhiên, họ cũng đã có bề dày kinh nghiệm kinh doanh trong nhiều thập kỷ. Một số họ tự gây dựng sự nghiệp, một số khác có thể đã chọn cách đi bên cạnh các tỷ phú nổi tiếng. Nhưng không giống hầu hết lớp tinh hoa cũ, họ chưa bị đưa vào danh sách trừng phạt của Mỹ hoặc EU. Những đại gia mới là những người được hưởng lợi từ việc kinh tế Nga ngày càng hướng nội sâu sắc hơn trong làn sóng tái phân phối tài sản. Nếu hơn 3 thập kỷ trước, sau khi Liên Xô sụp đổ, những nhà tài phiệt Nga đầu tiên gây dựng sự nghiệp từ tài nguyên và ngân hàng. Hiện nay, lớp tinh hoa mới đang nổi lên nhờ thời cơ đến bất thình lình dưới thời Tổng thống Putin. Cựu giám đốc một công ty di động Nga và từng là đối tác cũ của tỷ phú Alisher Usmanov, ông Ivan Tabrin đã chi hơn 2 tỷ đô la Mỹ và Avito, trang rau vặt phổ biến nhất ở Nga, thuộc sở hữu của một trong những nhà đầu tư công nghệ lớn nhất trên thế giới, Rosud NV Hà Lan. Doanh nhân này cũng mua nhiều loại tài sản khác và trở thành nhà giao dịch thời bất ổn lớn nhất nước Nga cho đến nay. Tập đoàn Annet của Alexei Sagan trước đây vốn chỉ chuyên về nước hoa và mỹ phẩm. Vào tháng 9 năm 2022, đã mua lại khối tài sản của Bocop, Mỹ, chuyên về bao bì đồ uống. Tập đoàn này lại mua thêm các hoạt động tại Nga của Heineken NV, bao gồm 7 nhà máy bia, với giá 1 euro vào hồi tháng 8 năm 2023. Vợ của tỷ phú Sagan là bà Elena, từng là tổng giám đốc của Annet trước khi giữ chức thượng nghị sĩ Thượng viện Quốc hội với tư cách là thành viên của đảng cầm quyền trong vài năm, cho đến năm 2012. Ông Alexander Govor là một trong những nhà đầu tư đầu tiên nhảy vào lấp các chỗ trống sau khi các công ty nước ngoài bắt đầu rời đi. Doanh nhân này đã mua lại doanh nghiệp McDonald's Mỹ ở Nga vào tháng 5 năm 2022 và các nhà máy đóng gói vào hồi tháng 9 năm ngoái. Govor là đối tác nhượng quyền của chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh, sau đó đã nhanh chóng mua lại toàn bộ mạng lưới 850 nhà hàng tại Nga. Đây là một bước nhảy vọt so với việc chỉ vận hành 25 nhà hàng trước đây. Tài sản của tỷ phú Govor bắt nguồn từ việc ông nắm giữ Yudkutbasugo, một trong những nhà sản xuất than cốc lớn nhất của Nga. Ông rời công ty vào năm 2007 sau hai vụ tai nạn nổ mỏ, bán hết cổ phần cho Evrat, nhà sản xuất thép thuộc sở hữu một phần của vị tỷ phú nổi tiếng Roman Abramovich. Nhiều năm sau, doanh nhân này trở thành đối tác nhượng quyền của McDonald's tại Nga. Ở một nơi khác, doanh nghiệp địa phương do tỷ phú Timur Gabidulin đứng đầu đã mua lại nhà máy giấy và bột giấy của thương hiệu đình đám chuyên về giấy Sinvamo Corp, Mỹ. Tuy nhiên, một số ông trùm đã thành danh cũng tìm cách hưởng lợi từ sự di cư của các doanh nghiệp quốc tế. Trước khi tỷ phú Vladimir Potanin, người giàu nhất nước Nga, bị Mỹ và Anh trừng phạt, ông đã kịp mua lại Rosbank PJSC từ công ty dịch vụ tài chính đa quốc gia Societe Generale SA Pháp. Tỷ phú Andrei Komarov đã mua 3 nhà máy ở Nga từ công ty bao bì toàn cầu Amcor PLC Australia với giá khoảng 370 triệu euro, tương đương 395 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra, có một số tài sản đã được chuyển giao cho các đồng minh quyền lực của chính phủ với lý do được thưởng. Chẳng hạn, chính phủ đã trực tiếp bổ nhiệm người nắm quyền kiểm soát các công ty địa phương của doanh nghiệp thực phẩm đa quốc gia Danone SA Pháp và Bia Carlsberg AS Đan Mạch. Những hạn chế đối với bất kỳ ai muốn bán các doanh nghiệp tại Nga sẽ còn tiếp tục có lợi cho những người mua mới. Năm 2022, Điện Kremlin cấm các nhà đầu tư nước ngoài bán tài sản tại Nga mà không có sự chấp thuận của một ủy ban đặc biệt của chính phủ. Và lệnh bán tài sản thường chỉ được đồng ý với giá chiết khấu ít nhất 50% giá trị thị trường. Trong bối cảnh nền kinh tế nước này phải đi tìm cách cản các công ty nước ngoài mang vốn chạy khỏi Nga trước sức ép của 11 vòng trừng phạt từ Mỹ và phương Tây. Theo các quy định được đưa ra, hồi đầu năm 2023, các doanh nghiệp quốc tế muốn bán tài sản của họ ở Nga phải đóng góp bắt buộc vào ngân sách, ngay cả khi họ bán chúng với một khoản tiền tượng trưng hoặc miễn phí. Chuyên gia Alexander Isakov của Bloomberg Economics nhận định khi các doanh nhân địa phương mua lại tài sản do nước ngoài nắm giữ, sự quan tâm là họ đang cố gắng nắm bắt những thị trường cao cấp mà trước đây rất khó để gia nhập. Tuy nhiên, chuyên gia Isakov phân tích, các thương vụ này thường không còn nhiều không gian để tăng quy mô sản lượng, do đó có ít động lực để tăng đầu tư hoặc thu hút vốn. Nhưng kỳ vọng, việc mua lại này sẽ dẫn đến sự tập trung thị trường cao hơn, tăng tỷ suất lợi nhuận doanh nghiệp.